Thưa sư, con đọc được trong một bài viết trích từ cuốn 37 phẩm trợ đạo phần tứ chánh cần của thiền sư Ledi Sayadaw. Những nghiệp bất thiện đã phát sanh ấy bắt nguồn từ kayadipthi, thân kiến lầm lạc, chấp thủ ý niệm rằng cơ thể vật chất này là chính mình. Ngày nào còn chấp thủ thân kiến thì còn tạo nghiệp mới. Nhưng đến khi tuệ minh sát rọi sáng vào Anatta-lakkhana, đặc tướng vô ngã, thì kayadipthi, sakkayadipthi thân kiến, sai lầm ấy đương nhiên chính nó được hoại trừ. Đến chừng ấy tất cả uppanna-akusala-kamma, nghiệp bất thiện đã phát sanh, mất dần tiềm năng và biến tan trong kho tàng của những akusala-kamma, nghiệp bất thiện. Cái kamma này nó không có s ở đuôi nha. Kể từ kiếp sống ấy trở đi, ta sẽ không còn tái sanh vào những khổ cảnh Appayaloka. Nó kỳ lắm. Cái mình xem cái tiền tố cái đuôi cái hậu tố S đó, nó là giống tiếng Anh á, tiếng Anh nó có SES nhưng mà Pali nó không có. Dầu chỉ trong giấc mộng. Rồi quý vị có đọc cái đọc hết ha, vì sư chỉ ngắn gọn thôi. Có đúng là chấm dứt thân kiến là không còn tái sanh vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh nữa không sư? Chấm dứt thân kiến cũng đồng thời là chấm dứt tà kiến hay ngược lại không ạ? Tại sao chấm dứt một cái cũng không còn tái sanh vào khổ cảnh nữa? Phật có dạy như vậy không? Thưa với quý vị đó, cái người mà chấm dứt thân kiến quý vị biết là ai hay không? Tức là vị sơ quả. Vị sơ quả là vị chấm dứt thân kiến, hoài nghi và giới cấm thủ. Chính bởi vì như vậy đó, một vị sơ quả thì không còn khả năng sa đọa vào các cái khổ cảnh nữa. Ở đây đó, cái sự giải thích ở đây là sự giải thích của cảnh giới của vị sơ quả, lý do mà vị sơ quả không còn rơi xuống các khổ cảnh. Chứ còn phàm của mình á thì chỉ có cái vị là giới hạnh trong sạch, về gọi là chánh niệm tỉnh giác liên tục á, cái hạng hành giả và bậc thượng á, từ khi mới bắt đầu thức dậy cho đến khi mà nhắm mắt đi ngủ. Và cái người đó thì có thể xem là một vị á thánh, nhưng mà vẫn chưa phải là thánh. Thì vị đó đó ở trong thanh tịnh đạo có nhắc đến một trường hợp là một vị giới hạnh trong sạch và có sự hành thiền là tinh chuyên á. Vị này khi mà bệnh mà nằm đau đớn như vậy đó, thì vị này có nói như thế này là: ta không nghi ngờ gì cái chuyện mà nếu như ta mà mệnh chung á, mà sanh thiên, thì đó là chuyện đương nhiên, không thể nào. Cái kiểu hành thiền của vị này tin chắc là không thể nào rơi vào khổ cảnh được. Nhưng mà vị này suy nghĩ là tuy nhiên tốt hơn là ta sẽ mệnh chung bằng cái giới hạnh trong sạch này. Ý của vị này là tốt hơn hết là ta sẽ tiếp ta không có nên đi qua đời sống khác mà mất đi giới hạnh trong sạch này. Chính bởi vì như vậy đó, vị này nỗ lực hành thiền và cuối cùng chứng đắc đạo quả A-la-hán. Điều này nói lên một chuyện đó là cái hàng phàm phu á, mà phàm phu thiện ha, phàm phu thiện là nó gọi là Kanyaneko Puchut Puchuchano. Cái hạng phàm phu này đó thì cái chuyện mà không rơi xuống khổ cảnh của vị đó trong kiếp tái sanh kế tiếp đó, là có thể tin tưởng được. Còn bình thường khi mà nói đến cái chuyện là chấm dứt thân kiến là chúng ta đang nói đến vị sơ quả. Không biết là về vấn đề này thì sư Tuệ Tường có cái nhìn như thế nào, có gì cần phải bổ sung hay không? Dạ, kính thưa Đại Đức, kính thưa quý vị, sư cô hoàn toàn đồng ý với Đức Thanh Tại. Có nghĩa là ở đây cái vị này có hỏi là có đúng chấm dứt thân kiến là không còn tái sanh địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Thêm một điểm nữa vị là Atula nữa, Atula nữa không sư? Thì đây Đức Thanh Tại có nói rõ đó, là nói mà để chấm dứt một vị sơ quả thì
Đoạn trừ ba kiết sử đó là thân kiến, hoài nghi với cấm thủ. Thì cái thân kiến này mình cũng thể hiểu trong vi diệu pháp đó, đó là tâm sở tà kiến, thưa vị, tâm sở tà kiến. Tâm sở tà kiến là thuộc nhóm tham tham phần, tham phần giờ. Thì chấm dứt ở đây là sư xác nhận một lần nữa là phải nói rõ như vậy, phải nói rõ như vậy nha. Tại vì nếu mà nói không không như vậy sợ nhiều khi quý vị lại hiểu không rõ nữa. Nghĩa là một vị thánh gọi là thánh tu đồng hoàn, là thánh sơ quả như Đức Thanh Tạng nói đó, là diệt trừ ba kiết sử, là thân kiến, hoài nghi với cấm thủ, và chắc chắn đến 100% luôn, là không có tái sanh vào, không có đọa và bốn cõi khổ đó là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula nữa. Đó là câu thứ nhất. Câu thứ hai vị này mới nói là chấm dứt thân kiến cũng đồng thời chấm dứt tà kiến hay ngược lại không ạ? À, thì sư cũng đã cái câu vế thứ hai nè, sư cũng đã giải thích ở vế thứ nhất rồi đó, chứ cái vị cũng rõ rồi đó. Tại sao chấm dứt một cái cũng không còn tái sanh vào cảnh khổ, thưa quý vị? Tại sao mà không tái sanh cảnh khổ, thưa quý vị? Một vị thánh sơ quả hay là còn gọi là thánh tu đà hoàn nữa, thì cái niềm tin của cái vị này mà pháp tăng á, thưa quý vị, gọi là bất định, niềm tin bất định, niềm tin không có gì. Dạ, bất động à, xin lỗi, xin lỗi, đúng rồi, đúng rồi, bất động, xin lỗi quý vị. Niềm tin bất động, nên bất động không có thoái chuyển, thưa quý vị. Chính vì cái niềm tin mãnh liệt đó, cho nên niềm tin mãnh liệt vào tam bảo mạnh mẽ đó, cho nên là cái vị này nè là giữ ngũ giới hoàn toàn trong sạch 100%, cho dù là quý vị có kề dao uy hiếp vị này, nói là vị này mày nói là vị này là ngươi hãy nói dối đi, ngươi hãy giết, hay ngươi hãy giết, ví dụ giết gà giết bò đó, hãy uống rượu đi, thì vị này cũng không có làm điều đó. Cho nên chính vì á, ngũ giới trong sạch hoàn toàn, thưa vị, thì cái việc là tái sanh khổ cảnh đó, nó không còn, cái sự kiện nó không xảy ra. Rồi bây giờ cứ hỏi câu thứ ba là Phật có dạy như vậy không ạ? Thì những cái điều sư nói, điều sư nói và điều của Đức Thanh Tạng nói là điều trong trong kinh, nằm trong tâm tạng, thưa vị, quý vị có thể đối chiếu lại, đối chiếu, đối chiếu kỹ lại xem cái lời của hai sư nói có đúng không. Và cũng xin kết thúc phần trả lời câu hỏi đây. Có sai sót thì Đức Thanh Tuệ quý vị cũng có hoan hỷ bỏ qua cho. Chúng ta qua cái câu hỏi tiếp theo.